350.000 sở hữu chiếc đèn năng lượng mặt trời cao cấp đến từ Uphome, chiếu sáng liên tục 8 đến 10 tiếng không tốn một đồng tiền điện nào luôn nha anh chị. Một bóng 350.000, hai bóng là 600.000, ba bóng giảm mạnh cho anh chị luôn 799.000 thôi. Hôm nay em miễn phí vận chuyển toàn quốc cho anh chị nào mua từ hai bóng đèn trở lên nha. Để lại số điện thoại giúp em nha anh chị, có số điện thoại là có đơn ngay nha anh chị ơi. Được cấu tạo hai phần riêng biệt, một phần là chiếu sáng và một phần là hấp thụ năng lượng mặt trời. Anh chị nhà mình khỏi có lo mà mình gắn ở cái nơi mà không có nắng mặt trời nha anh chị nha. Chỉ cần sử dụng cái này thôi và mình treo trực tiếp ở nơi có nắng nha anh chị. Nói với một cọng dây dài đến 5m luôn à, rất là tiện lợi luôn đúng không ạ? Dạ, và đây là bộ phận chiếu sáng nha anh chị nha. Được cấu tạo 120 bóng đèn led cho độ phủ sáng siêu rộng và siêu sáng luôn nha anh chị. Thích hợp để mình treo trước cổng nhà nè, sân bóng đá nè, hay là sân bãi hoặc là trụ sở công ty cũng rất là sáng cho em luôn nha anh chị ơi. Mua một lần bỏ ra 350.000, sử dụng 10 năm không tốn một đồng tiền điện nào luôn nha anh chị ơi. Không cần nói dây điện, không lo cháy nổ, không lo mất điện luôn nha anh chị. Chế độ chống nước đạt tiêu chuẩn IP65 bất chấp mọi thời tiết, mưa gió bão bùng, nhà hàng xóm bị mất điện, nhà mình vẫn sáng như sớm luôn nha anh chị ơi. Và đặc biệt khi anh chị mua hàng bên Uphome sẽ được tặng kèm một chiếc điều khiển từ xa rất là tiện lợi luôn. Đứng từ xa và đứng tại chỗ điều khiển cái đèn sáng ngay theo chế độ luôn nha anh chị ơi. 350.000 một bóng đèn như thế này nha anh chị. Hai bóng là 600.000, ba bóng hôm nay em giảm mạnh cho anh chị chỉ còn 799.000 thôi. Đặt hàng để lại ngay số điện thoại giúp em. Và đặc biệt ngày hôm nay anh chị mua từ hai bóng đèn trở lên, bên em hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc cho mình luôn nha. Đặt hàng để lại ngay số điện thoại giúp em nha anh chị ơi. Dạ, và đây là tấm bảng pin năng lượng mặt trời với công nghệ poly, độ bền sử dụng lên đến 10 năm luôn nha anh chị. 350.000 tích hợp được nhiều chế độ sáng khác nhau luôn nha anh chị. Chế độ đầu tiên là chế độ cảm ứng chuyển động. Khi có người đi ngang, nó sẽ phát sáng tối đa 100% và khoảng 20-30 giây sau sẽ tự động tắt. Chế độ thứ hai vẫn là chế độ cảm ứng chuyển động, nhưng ở chế độ này đèn sẽ nằm ở trạng thái đèn mờ với mức sáng là 30%, và khi có người đi ngang nó sẽ phát sáng tối đa 100% nha anh chị, và khoảng 20-30 giây sau sẽ quay lại trạng thái đèn mờ. Và chế độ thứ ba là chế độ cảm ứng ánh sáng năng lượng mặt trời, đèn sẽ tự động sáng dần vào buổi tối và tự động tắt dần vào ban ngày nha anh chị ơi. Và chế độ cuối cùng là chế độ sáng liên tục. Ở chế độ này thì chiếc đèn sẽ tắt hết tất cả mọi loại cảm ứng trên chiếc đèn và sáng xuyên đêm luôn nha anh chị ơi. 350.000 một bóng, hai bóng là 600.000, ba bóng hôm nay em giảm mạnh cho anh chị 799.000 thôi nha anh chị ơi. Đặt hàng để lại ngay số điện thoại giúp em. Đặc biệt ngày hôm nay anh chị mua từ hai bóng đèn trở lên, bên em hỗ trợ miễn phí vận chuyển toàn quốc luôn nha anh chị nha. Để lại số điện thoại là có đơn ngay hoặc là liên hệ vào số hotline 0983 840 956 nha anh chị nha. Mua từ hai bóng đèn được miễn phí vận chuyển và được bảo hành luôn nha anh chị ơi. Nếu có lỗi của nhà sản xuất, bên em một đổi một với anh chị luôn nha anh chị. Để lại số điện thoại ngay nha anh chị.